Hailey Bieber, bà xã Justin Bieber bị tấn công bởi fan của Selena Gomez. Vừa qua, Hailey Bieber đã thẳng thắn đáp trả nghi vấn chen chân vào mối quan hệ của Justin Bieber và Selena Gomez. Bên cạnh đó, cô cũng nhắc lại sự việc xảy ra khi cô và Justin Bieber bị la ó bởi những người hâm mộ của Selena Gomez tại Met Gala 2021. Mối quan hệ giữa bộ ba Hailey Bieber, Justin Bieber và Selena Gomez luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng suốt nhiều năm qua. Mặc dù vợ chồng nhà Bieber đã cưới nhau 4 năm, nhưng lời đồn đoán rằng Hailey cướp Justin từ Selena vẫn rầm rầm khắp nơi. Theo đó, Hailey Bieber đã xuất hiện trên podcast của Alex Cooper và chia sẻ hết những vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa cô, chồng Justin Bieber và Selena Gomez. Trong buổi trò chuyện này, nữ người mẫu đã nhắc lại về sự việc xảy ra khi cô cùng chồng tới tham dự Met Gala 2021 và bị những người hâm mộ của cựu ngôi sao Disney la ó. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Hailey đã khóc khi liên tục bị nhiều fan của Selena Gomez réo tên nữ ca sĩ ngay khi cô cùng chồng bước lên thảm đỏ. Tuy nhiên, vợ của giọng ca Baby khẳng định cô không hề khóc. "Tôi có nghe thấy tiếng mọi người gào thét và tôi chỉ rất ngạc nhiên mà thôi. Tôi thật sự không biết chuyện gì diễn ra cho tới khi tôi được xem video sau đó", Hailey chia sẻ. "Lúc đó có hạt bụi hay gì đó rơi vào mắt tôi thôi, chứ không phải là tôi khóc đâu." Mặc dù vậy, Hailey cũng cho rằng hành động của những người hâm mộ quá khích tại Met Gala là vô cùng thiếu tôn trọng và khiếm nhã, dù đối với bất kỳ ai đi chăng nữa. Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò và kết hôn với Justin Bieber, Hailey liên tục bị chỉ trích, thậm chí bị cáo buộc là người thứ ba, xen vào mối quan hệ giữa nam ca sĩ và Selena. Tuy vậy, người mẫu 25 tuổi khẳng định cô vẫn giữ bình tĩnh và bỏ ngoài tai những điều tiêu cực này. Hailey chia sẻ, "Họ không thể lấy đi hạnh phúc của tôi, mối quan hệ của tôi, công việc và sự nghiệp của tôi. Họ có thể sẽ cố gắng làm điều đó, nhưng rồi sẽ phải tức điên mà thôi, khi điều đó chẳng thay đổi được quan điểm của tôi đâu." Cũng trong buổi phỏng vấn, Hailey khẳng định cô không phải người thứ ba và cướp Justin Bieber khỏi Selena như nhiều tin đồn đoán. "Tôi nói thẳng luôn rằng tôi chưa bao giờ ở bên anh ấy khi anh ấy đang có mối quan hệ với bất kỳ ai." Chân dài 26 tuổi chia sẻ, cô không thể phát biểu thay Justin Bieber hay Selena Gomez vì không phải người trong cuộc, nhưng cô tôn trọng mối quan hệ trong quá khứ của họ. Nữ người mẫu 9X nói thêm, "Chuyện của họ không liên quan đến tôi và tôi rất tôn trọng điều đó, đồng thời cũng biết rằng mối quan hệ ấy đã khép lại và tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để anh ấy bước tiếp, đính hôn, kết hôn và sống tiếp cuộc đời của mình theo cách đó." Hailey cũng khẳng định cô với Selena Gomez không có bất kỳ hiềm khích nào và bản thân luôn dành sự tôn trọng đối với đàn chị. Justin Bieber và Selena Gomez từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới với chuyện tình hết tan rồi hợp của họ từ tháng 12 năm 2010 cho đến đầu năm 2018. Vài tháng sau khi chia tay chủ nhân hit Come and Get It, nam ca sĩ đã quay lại với người mẫu Hailey Baldwin, sau này là Hailey Bieber, rồi lặng lẽ đăng ký kết hôn với cô trong năm đó. Họ tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2019. Chính điều này khiến Hailey Bieber bị vướng nghi vấn chen chân vào mối quan hệ của Selena Gomez và Justin Bieber. Hai người đẹp cũng liên tục bị đồn đoán ganh ghét nhau. Chân dài sinh năm 1996 thường bị so sánh với Selena, cũng như bị xăm soi những hành động được cho là đá xéo tình cũ của chồng, trong khi cựu ngôi sao Disney cũng rơi vào tình thế tương tự. Chuyện bị soi mói quá mức khiến người trong cuộc không khỏi mệt mỏi. Hồi đầu năm nay, nữ người mẫu 26 tuổi bày tỏ sự bức bối. "Thời gian đã trôi qua đủ lâu rồi, tôi đang quan tâm đến công việc của riêng mình. Tôi không làm gì, tôi không nói gì cả. Hãy để tôi yên, làm ơn." Năm 2020, khi vợ Justin Bieber bị fan của mình công kích, Selena Gomez viết lên trang cá nhân, "Làm ơn hãy sống tử tế với nhau, nếu bạn hâm mộ tôi, xin đừng thô lỗ với người khác."